Xin kính chào các bạn. Hôm nay mình sẽ lật cái chậu 8 tấc lọt lòng này. Mời các bạn theo dõi mình lật cái chậu này để chuẩn bị cho việc quay miệng, làm miệng cho cái chậu. Các bạn chỉ cần môi một bên để khoảng một cái lưỡi bài để chúng ta lòn tay vào bên trong cái dành miệng bên trong được bẫy lên và vệ sinh cát cái trong lòng chậu là có thể quay miệng được rồi.
các bạn dùng một cái bàn chải để chà cho bông tróc những cái cát trong lòng chậu. Thời gian chúng ta quay miệng thường là buổi sáng sớm hoặc buổi chiều mát hoặc lúc tiết trời râm mát hoặc lúc trời mưa lâm râm. Lúc này thì độ ẩm môi trường xung quanh nó cao, không nhiệt độ không quá cao nên cái miệng chậu chúng ta quay nó không có bị nứt. Nhất là cái miệng chậu chúng ta phải tưới cho nó đủ ẩm, hoặc là khi lật chậu lên chúng ta quay miệng liền để tránh được những trường hợp bị nứt cái miệng khi chúng ta quay miệng chậu. Nứt bề mặt của chúng ta làm mặt cho cái miệng chậu. Chỉ vài điều lưu ý như vậy. Đây là hai cái chậu mình mới quay miệng xong, rồi các bạn cùng xem cho biết. Đây, ngoài trời đang mưa lâm râm và tiết trời lúc này râm mát, độ ẩm cao, nhiệt độ thì cũng không quá cao, rất thuận tiện để chúng ta quay miệng chậu để tránh được bị nứt cái bề mặt mà chúng ta mới làm. Và nếu bị nứt thì các bạn cũng đừng có lo lắng, chúng ta chỉ cần quậy hồ dầu, quậy hồ lỏng, quét qua một lần nó sẽ bít hết những cái lỗ hoặc những cái vết nứt. Sau đó dùng cái dĩa lau, lau qua một lần thì sẽ bít hết được những cái vết nứt này. Và chỉ chờ khô và chúng ta sơn lên thôi. Mình chia sẻ những cái điều này là cách mà mình đã từng làm. Hồ xi măng này để quay miệng là tỷ lệ hồ 1:1, tức là một xi măng một cát. Cát này cát mịn, có thể sử dụng cát cồn. Đây một vài điều để các bạn tham khảo. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.